Hello tất cả các bác và anh em nhá. Trước mắt các bác và anh em, đó là một cái không gian để nói là rất là đẹp, một bầu trời Việt Nam rất là đẹp và có những cái tia nắng hồng yếu ớt của mùa hè thì lại khiến em nhớ lại cái cảnh của mùa thu. Đấy, tức là cái nắng chưa đủ mạnh của một mùa hè nhá. Thì chính tia nắng này nhắc em nhớ lại cái khung cảnh của mùa thu. Mà khi nhắc cái mùa thu em này, ngày xưa đi học ấy, anh nhớ là vài câu thơ của cô Nguyễn Khuyến rất là hay và rất là ý nghĩa. Như sau: ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tèo teo, sóng biết theo làng hơi gần tí, cá đâu nước động dưới bèo. Tức là cái cảnh vật của mùa thu ạ, nó tĩnh lặng đấy, nó không ồn ào, nó tạo cho người ta nó có những cái man mát buồn. Chỉ một con cá rất nhỏ thôi, lớp vào cái bèo đã gây ra một tiếng động, tức là lấy động khắc tĩnh và lấy tiếng khắc động. Đấy, thì chính những cái tia nắng yếu ớt của mùa hè này giúp em nhớ lại cái khung cảnh, thời gian, cái quá khứ tái hiện lại trong con người của em. Và cũng trong buổi chiều nay thì em sẽ xuống Hải Phòng lắp cho em Văn thuộc thôn Duyên Náo, Tiên Minh, Tiên Náng, Hải Phòng. Số điện thoại 0956 947 053, một bộ hát karaoke. Thì bộ này anh Nguyễn sẽ sử dụng tất cả là những thiết bị chính hãng như loa sâu tốp FX12 bass 30 này, sâu tốp, và một chiếc vang DB Otic S500 Pro là một trong phiên bản mới nhất bây giờ nhé, cao cấp, giá thì bình dân nhưng mà công nghệ cao, và một chiếc đẩy sâu tốp BA802. Đấy là những cái bộ mà anh sẽ lắp cho em đó. Một quần đi nguồn JBL668. Thì các bác sẽ chờ em sau ít phút nữa. Thì toàn bộ quá trình lắp đặt, test âm, test mic sẽ được đăng tải toàn bộ trên cái video này. Mọi thông tin mua sắm lắp đặt, bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 140. Với phương châm lắp đặt có những bộ hát trên dây chuyền và công nghệ cao, và công nghệ tiên tiến nhất bây giờ đó là chất âm bằng hệ thống phần mềm cao cấp, để làm sao đưa ra cho các bác một chất âm hay nhất, mềm dẻo nhất, tuyệt vời mất. Còn gì cho nhau hay chỉ là nỗi nhớ, số
và vòng tay truyền tình hợp tan như sóng gió tan bờ. Xin người thương hãy thương những kỷ niệm trong ta. Hay đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ở đây là bộ mic của bác nhé, là K418. Thì bộ mic này hôm nay anh mới được trải nghiệm thực tế này. Trung âm của nó cũng không khác được con BVS 329, áo kinh khủng luôn. Tiếng nó nói chung là bình thường. Snap gần chết luôn. Có khổ với con này. 1 2 1 2 3 4 5 7 8 9. Con mic này nếu mình thử các bác một đáp không làm được. Áo lắm. Thế bị áo. Đây là bộ hát thanh với nhau, nâng cấp đẹp và đắt đẹp cho là ST Scope, VMP. Một mai pha thân mình, sau cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, đến đường dài thật dài, ta mặc tình dòng chơi. Và cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một mùa lạnh tay. Ta sẽ thăm từng người, sẽ đi thăm từng đường, sẽ vô thăm từng nhà. Đã xong bác nhá, kiểm tra định xong đo tất cả kiểu xong ok, nghe phê của TT, mic tất cả ok. Nhưng mà em có nhận mic của em hát là áo kinh khủng không? Người ta trước hát nè, áo không? Áo dã man đấy, em có vọng không phải nhà vọng mà cái mic này gây tiếng áo. Tiếng áo thì mình không biết diễn tả nào thì mình bảo là lo đấy, phải áo kinh khủng luôn, sợ thật. Ở đây ra ngoài nha.